Ngày 26 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ao Phú tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Văn Thao, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ao Phú. Ông Đoàn Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ao Phú đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại đại hội, Ông Trương Tấn Khả, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn An Phú, đã báo cáo kết quả 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn trong nhiệm kỳ 2019-2024, đạt được những kết quả toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của thị trấn. Vì thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định và phát huy, xứng đáng là nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là cầu nối giữa nhân dân với đảng và chính quyền cuộc vận động quỹ vì người nghèo, tháng cao điểm vì người nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và quỹ cây mùa xuân được địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã vận động tiền và hiện vật từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cơ sở thờ tự, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, cắt mới và sửa chữa 118 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trao tặng 13.985 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, với sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trắng và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Ngoài ra, địa phương đã quy động các nguồn lực xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Tôn Đức Thắng, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng rõ nét. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Văn vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Phú yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ân Phú tiếp tục mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, vận động nhân dân đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Bình Lâm, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, đồng thuận, phát triển, đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình hành động của nhiệm kỳ tới. Đồng thời, hiệp thương cử 45 vị tham gia quỹ viên Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn An Phú lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trương Tấn Khả tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn An Phú lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn An Phú tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.